Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chiều bóng đá 5 phút ngày 3 tháng 1. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin hấp dẫn nhất đến từ đấu trường Premier League. Nunes tiếp tục tỏa sáng, Liverpool bị ong đốt thê thảm. Vâng, cũng là tỏa sáng nhưng mà Nunes tỏa sáng lạ lắm. Tỏa sáng ở đâu không tỏa, đi tỏa sáng trên trường bóng đá thì anh em cũng biết là kết quả như thế nào rồi phải không ạ? Ngay ở phút thứ 7 thì Nunes đã khiến tất cả phải nhắc đến tên mình với pha bỏ lỡ, ối giời ơi. Anh đi bóng qua hàng thủ môn đối mặt với khung thành trống, nhưng mà thế yếu nào lại sút bóng đúng vào hậu vệ đội bạn. Anh nhu nhét cứ đá như thế này thì bảo sao không bị trụ bóng đá tê sống. Sau đó thì lại là những phút giây chưa cực kỳ thăng hoa của Brentford. Họ đã ghi tới 3 bàn, còn Liverpool chỉ có một bàn thắng danh dự của Chamberlain mà thôi. Phượng hoàng lửa cứ tưởng là ngon ăn lắm nhưng mà cuối cùng lại bị bầy ong đốt cho sừng mặt. Với kết quả này, Liverpool chỉ có được 28 điểm, trở thành chú 6 trên bảng xếp hạng. Họ kém top 4 4 điểm nhưng mà đã đá nhiều hơn một trận. Còn nhu nhét, không biết là sắp tới Inter Milan có định mua anh về không. Chưa tưởng tượng đến tam tấu Lukaku, Nunes với lại Martinez thì tôi đã cảm thấy quá là sôi động rồi. Arsenal được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Mùa giải năm nay là một mùa giải đặc biệt đối với Arsenal. Trong 6 mùa giải trước thì họ đều nằm ngoài top 4. Điều mà cổ động viên Arsenal lúc đó mong chờ nhất đó chỉ là một tấm vé để chơi Champions League. Nhưng mà bây giờ đây hiện thực đã quá rõ ràng. Họ hoàn toàn có thể mong đợi một điều nhiều hơn thế, đó là lên ngôi vô địch tại Premier League. Theo như tính toán của siêu máy tính thì tỷ lệ vô địch của Arsenal đang chiếm tới 49%. Xếp thứ hai là Man City với xác suất là 40%. Ba đội bóng xếp sau đó là Liverpool, Manchester United và Newcastle có tỷ lệ vô địch đó là chỉ từ 2 đến 4% mà thôi. Cũng theo siêu máy tính thì cơ hội tham dự Champions League của Arsenal trong mùa giải năm sau lên đến 96%. Tất cả nhờ vào phong độ hủy diệt của Arsenal cho đến lúc này. Trải qua 16 vòng đấu thì pháo thủ mới chỉ để thua đúng một trận, bên cạnh đó là chuỗi 14 trận thắng và một trận hòa. Mà anh em pháo thủ đâu rồi, chuẩn bị đi mày vét đi chứ còn gì nữa. Cody Gakpo thừa nhận suýt đến Manchester United. Sau khi mà đã chính thức trở thành người của Liverpool thì Gakpo cũng đã cho hay: Manchester tất là đội tiếp cận đầu tiên, chúng tôi vẫn chờ đợi. Mọi thứ rất khả quan và tôi nghĩ rằng mình sẽ đi theo hướng đó. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Luis Van Gaal để tìm lời khuyên. Ông ấy nói rằng tôi phải lựa chọn theo cảm giác của mình, nhưng mà tôi chưa quyết định được trước khi mà World Cup 2022 khởi tranh. Cho tới tuần trước thì tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ khoác áo Manchester tất, nhưng mà sau đó thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã quyết định điểm đến của mình, nó diễn ra rất nhanh. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cả PSV lẫn cá nhân tôi. Vâng, thà rằng không nói ra làm gì, bây giờ Gakpo nói ra thì fan của MU lại càng tiếc hủi hụi. Cái cảm giác miếng ăn đến mồm rồi lại còn bị cướp mất, nó cay lắm. Chỉ với 40 triệu euro và kèm thêm sự dứt khoát của mình, Liverpool đã dễ dàng có được Gakpo. Đây sẽ là một bài học của Manchester United cho những lần chuyển nhượng tiếp theo. Hậu vệ Malaysia nhận án phạt nặng sau khi chơi xấu vận hậu. Ở trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào hôm 27 tháng 12 vừa qua, hậu vệ Azam Admin của Malaysia đã có một pha tranh chấp với vận hậu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mà gầm giày của hậu vệ này có tác động vật lý với mặt của vận hậu. Và thế là thôi, trọng tài đã không bỏ qua tình huống đó. Kết quả đó là hậu vệ của Malaysia đã ăn ngay một chiếc thẻ đỏ tươi thắm. Song đội Việt Nam lại có được hưởng một quả pen để rồi đội trưởng Quế Hoài đã húp trọn quả pen. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 dành cho tuyển Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, trong một cuộc họp mới đây thì AFF đã thông qua quyết định đó là tiếp tục kỷ luật đối với hậu vệ Azam Admi. Theo đó thì anh này sẽ bị phạt treo giò 2 trận, kèm theo đó là một khoản tiền phạt lên đến 1.000 đô. Trong vòng 30 ngày thì hậu vệ này sẽ phải đóng họ đầy đủ cho AFF. Cùng với đó là anh sẽ phải cam kết không tái phạm, nếu không thì sẽ bị xử lý nặng hơn. Ở lần đầu cuối thì Malaysia sẽ phải quyết tử với Singapore cho một tấm vé vào vòng bán kết. Huấn luyện viên trưởng Anas chia sẻ, ban đầu tôi muốn mua Messi. Có thể nhiều người không để ý nhưng mà huấn luyện viên trưởng của Anas lúc này cũng là một huấn luyện viên khá tên tuổi. Đó chính là huấn luyện viên Rudy Garcia, người mà từng dẫn dắt những câu lạc bộ như là Lille, AS Roma, Marseille hay là Lyon. Trong buổi họp báo vào ngày hôm qua ngày 2 tháng 1, khi mà được hỏi về việc câu lạc bộ Anas đã ký hợp đồng với Ronaldo, huấn luyện viên Garcia đã trả lời hém hình cùng với một nụ cười lớn. Ronaldo ư? Thật ra tôi muốn mua Messi trước. Nhưng mà ngay sau đó thì ông cũng đã phát biểu thêm: tôi nghĩ rằng bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ rất vui khi mà được huấn luyện một ngôi sao vĩ đại như là Ronaldo. Những cầu thủ vĩ đại là những người dễ huấn luyện nhất bởi vì họ rất thông minh. Tôi đã xác minh được điều này khi mà huấn luyện Francesco Totti ở AS Roma. Hiện nay thì sau chuyến bay bằng phi cơ riêng, Ronaldo và gia đình đã có mặt tại Ả Rập Xê Út. Nhưng mà nhiều khả năng cho trận đấu tới thì CR7 vẫn chưa thể ra sân do những vấn đề về thủ tục. Đến đây thì bản tin chiều bóng đá 5 phút ngày 3 tháng 1 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share được kênh và nút chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.